Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Khánh Nhân TV. Và sáng hôm nay lại quay cho các bạn xem một cây dâu, dâu hàn hoa đỏ. Cây dâu này là cây dâu thứ hai của mình. Một cây dâu mà nó được trồng từ dâu cấy mô. Và bạn anh Tú đã gửi cho mình và mình đã tách ra chậu. Bởi vì nó là gửi lên thì bạn anh Tú bạn không chắc chắn được là những cái cây nào là hoa đỏ, những cây nào hoa hồng, cho nên mình buộc phải tách ra và mình chờ cho hoa nó nở các bạn. Và nở xong thì mình quay một chút rồi mình biết chắc chắn là cái cây của nó là hoa đỏ thì mình sẽ hái đi các bạn nhá. Thì cho các bạn xem một chút về cây dâu hoa hồng, rồi nói chuyện với các bạn một chút, rồi chia sẻ. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nội dung, đó là cái có nhiều bạn trồng dâu nhưng mà có nhiều cái hiện tượng dâu nó rất là khó sống. Thì bằng những cái trải nghiệm mà mình trồng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như thế này. Trước mắt thì mình quay một chút cho các bạn xem một vài loại hoa ha. Đây, những cái dâu nhật lùn các bạn, hoa trắng, hoa hồng các bạn ha. Đó, khá là đẹp ha. Đấy, hoa này buổi sáng này hoa rất là đẹp ha. Và chắc chắn các bạn sẽ hỏi là tại sao dâu của mình tươi, thì các bạn xem một chút thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rất là tươi các bạn nha, lá này tươi này, rất tươi nha. Và những cây dâu của mình cũng rất là khỏe luôn. Mặc dù là quá thì hơi bé, so với dâu Trung Quốc thì rất là bé đúng không các bạn ha. Đấy, đây, các bạn thấy không? Nó nhỏ nhỏ, nó lùn lùn nhưng mà cái khả năng phát triển nó khá là tốt. Và những cái dâu này thì nó đến với mình á, mình sẽ cũng không biết là nó một thời gian nữa thì mình, nói chung mình cũng đang cố gắng chăm sóc theo cái cách của mình. Nhưng có một cái mà mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là dâu của mình á, là mình không hề bón phân qua lá các bạn nhé. Mình đã một lần bón phân kiểu như là kích hoa kích rễ qua lá thì nó bị cháy hết. Và bây giờ thì mình, dâu của mình không có bón phân qua lá, và mình chủ yếu là bón bằng phân hữu cơ có gốc. Còn em mình bón mình trồng giá thể, sau đó là mình tưới phân thôi. Cái này thì mình chưa tưới phân các bạn nhá. Nhưng mà do hôm vừa rồi thì nó trồng đấy thì nó bén rễ ra và nó vẫn trổ hoa. Thì một chút nữa thì mình sẽ ngắt đi, mình quay xong rồi mình sẽ ngắt đi các bạn nhá. À, có một số bạn thì nói là giá thể của bạn trồng rất là ok. Tức là giá thể của bạn thì bạn cũng làm theo cái cách của mình, các bạn trộn cũng khá là ok. Nhưng mà sau dâu của bạn nó cứ bị thối lá. Thì mình nghĩ là dâu của bạn khả năng thì nếu như mình không nhầm, thì nếu các bạn mà khi mà trồng á, mình nghi là khi mà cái dâu người ta ở bán cho các bạn mà ở vườn, khi các bạn mua về nhá, mình xem là cái này là do quá trình mình theo dõi các bạn, quá trình theo dõi ở một số những cái vườn, người ta có thể là dùng những các cái dinh dưỡng họ kích bón qua lá. Thì nếu như các bạn mà mua những cái dâu đấy về, thì nếu các bạn chăm đúng theo quy trình của nhà vườn, thì mình nghĩ dâu nó sẽ sống theo đúng theo cái cách chăm sóc của nhà vườn. Nhưng nếu như các bạn mà trồng không đúng, chăm sóc không đúng, thì rất có thể là dâu nó rất là khó sống. Thì trong cái trồng cây các bạn, thì cái việc mà người ta nói là cái kỹ thuật luyện cây là có các bạn nhá, luyện cây các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Ví dụ như mình trồng ở vườn nhà mình á, mình có thể luyện cho nó kiểu là nó phù hợp với cái môi trường ở chỗ mình này, rồi cái cách chăm sóc. Và dâu của mình thì không quá chú trọng về cái việc mà mình chăm quá tốt, hoặc là cái kiểu như là dùng các cái kiểu dạng phân kích thích qua lá, và nó quá bài bản trong cái việc mà cái chế độ mà chăm sóc bằng thuốc các bạn nhá. Bởi vì như thế này các bạn này, nếu như mà
Nói chung là các cái cây, loại cây giống mình cũng có tìm hiểu, tức là khi mà nó gọi là quá chăm sóc quá thì cái chế độ chăm sóc mà khi nó thay đổi cái vùng miền hoặc thật có cái tay người khác chăm sóc thì cái kỹ năng mà cái khả năng mà về các bạn thì nó cũng hơi khó mà phát triển mạnh được các bạn. Cái đấy là một cái sự thật. Và có một cái quy luật nữa là về cây á, thì người ta nói là cái cây thì khi mà nó đã ra rễ thì người ta nói là, cái này là mình nhắc lại, nhưng mình cũng đã từng có nói trong một video mình xem ở những các cái kênh khác của những cái người mà lớn tuổi người ta trồng cây các bạn. Người ta nói là về nguyên tắc, về quy luật tự nhiên thì cây nó phải hút chất dinh dưỡng từ rễ các bạn nhá. Vậy thì khi mà chúng ta mà bón qua lá thì cái bộ rễ nó sẽ có thể là nó cũng rất là tốt một thời gian rất là ngắn, nhưng để mà cây bền thì chỉ có bằng cách chăm sóc bằng chất dinh dưỡng qua rễ các bạn nhá. Cái đấy là mình, nếu như các người, những người chuyên nghiệp nào thì cái này là không phải lời của mình, mà mình quá trình mình làm, mình theo dõi và mình nghe những cái người mà lớn tuổi họ trồng cây lâu năm họ phát triển. Và cái từ mà luyện cây là mình cũng học được từ một người người ta trồng cây mai đó, cây mai. Và mình qua quá trình trồng thì mình nghĩ đến cái việc dâu nó cũng là cũng vậy thôi các bạn nhé. Tức là cũng phải luyện cây, bởi vì cái dâu của mình vứt rãi ra mà mình để thì nó sống được rất khỏe. Nhưng có rất nhiều bạn thì cứ nói là sao dâu của bạn trồng nó khó thế. Mình nghĩ thì không có gì là khó các bạn ha. Đấy, những cái dâu của bạn anh Thú bạn gửi lên, mà những cái dâu mà ở phòng mô ra các bạn thì cái khả năng mà thích ứng với lại môi trường bên ngoài á là nó cũng rất là khó đấy. Nếu các bạn trồng không cẩn thận là nó cũng sẽ chết đấy. Nhưng mà cũng rất may là bạn anh Tú bạn đã trồng một thời gian rồi ở Gia Lai thì đưa lên mình, thì bây giờ trồng thì như các bạn thấy nó ra hoa mà nó tươi thế này thì các bạn cũng đã thấy là cái rễ nó đã phát triển rồi các bạn nhá. Đó thì mình muốn rằng là cái kiểu là nói một cái từ là luyện cây đó, và chất dinh dưỡng các bạn nhá, có nghĩa là không phải quá chăm sóc, nhưng mà khi mà các bạn, tức là về quy luật thì mình nên chăm sóc cho nó hút chất dinh dưỡng qua rễ, có nghĩa là chúng ta dùng giá thể mình trộn hợp lý để cho nó hút qua rễ. Có thể là chính vì cái vậy mà cái dâu của mình nó bền. Mình nghĩ rằng bởi vì sao, mình đi theo dõi rất nhiều những cái người mà trồng dâu, người ta trồng vào cái chậu có cái mùa kia nó cực kỳ tốt, nhưng hôm nay mình quay trở lại thì thấy nó lụi hết rồi, nó lụi tàn hết các bạn nhá. Thì cái đấy thì một trong những cái mà mình nghi là họ bón phân dinh dưỡng qua lá, hoặc là người ta sử dụng phân vô cơ rất là nhiều, có một nó tốt một giai đoạn thôi. Nhưng cổ dâu của mình thì các bạn thấy nó cứ cùn đúng không? Nhìn nó cổi. Thì những cái chậu dâu này thì trước đây mình cũng có chăm sóc những cái chậu dâu nó cũng quá tốt. Nhưng bây giờ thì mình hãm lại, có nghĩa là mình hạn chế cái việc mà tưới những cái phân vô cơ các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, những cùn nhưng mà nó rất là khỏe, nhìn như vậy thôi nhưng mà dâu của mình rất là khỏe. Bạn thấy không? Hoa quả. Đấy là một cái mà kiểu như là một cái những cái trải nghiệm mà thực tế đấy các bạn nhá. Không quá chú trọng, và đặc biệt là mình không bao giờ bón phân qua lá. Đấy, có một đợt mình bón qua lá nó đã cháy ra, mình may nó không chết thì mình đã cứu lại được rồi. Đó các bạn thấy không? Những cái cây dâu này thì bây giờ mình hạn chế cái việc, hầu như là mình cả vài tháng là mình không có hề tưới phân vô cơ. Nhưng mà do là cái phân cái giá thể mình trộn nó có chất dinh dưỡng cũng khá là hợp lý, nên các bạn có thể thấy được là quả nó vẫn có nhá. Đây các bạn thấy chưa? Đó. Đấy. Mặc dù là bây giờ trái mùa như các bạn biết rồi, mình đã có video lên trên kênh, đó là dâu của Trung Quốc họ đến Đà Lạt rất là nhiều, bởi vì sao, mùa này không có nhiều trái nhưng mà cái lượng khách du lịch họ cần dâu rất là nhiều, cho nên buộc người ta nghĩ đến cái việc mà người ta sẽ nhập dâu Trung Quốc. Đấy các bạn nhá, mình thì những cái gì mà trải nghiệm thôi đó. Các bạn có, mình có hai khái niệm, đó là luyện cây và cho dâu chất dinh dưỡng cho dâu vào ăn từ gốc, chứ mình không bón quả lá. Và một cái nữa các bạn, cái mùa mưa các bạn nhá, mùa mưa thì cái dâu nó cũng hay bị cái bệnh như thế này các bạn. Nhưng mà mình thì những cái cây nào mà nó bệnh xoăn lá thế này thì có thể là nó do nó bị thiếu nắng và ánh sáng các bạn. Thì mình cũng chưa biết bệnh cụ thể, nhưng mà nhìn thấy cái hiện tượng cây như vậy thì mình thường thì cứ bị bệnh lá như vậy là mình sẽ hái lá và mình phơi nắng các bạn nhá, mình phơi nắng để cho nó khả năng quang hợp nó tốt hơn. Thì cái thay đổi dần như vậy thì hy vọng nó sẽ khỏi được.
Và ở video sau thì mình sẽ nói về các cái bệnh, nhưng mà cái mùa mà cái dâu mà nó hay bị bệnh thì nó là cái rệp này các bạn. Rệp là những cái loại sâu á, nó ăn rệp sâu rồi những con sên nó ăn quả. Vậy thôi, thì mình xin phép dừng video ở đây, và nếu các bạn có ý kiến thì cứ tiếp tục comment hoặc là hỏi gì thì chúng ta tiếp tục lại chia sẻ các bạn nhá. Các bạn hãy nghe rõ từng cái lời của mình nói và những cái kinh nghiệm của mình, tức là những cái trải nghiệm mình đã từng làm các bạn nhá. Thì hy vọng các bạn có những cái chậu dâu tốt đẹp ha. Và mình xin phép dừng video ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Và cái việc bây giờ thì là mình phải ngắt bỏ cái bông hoa này các bạn. Bởi vì sao? Cái cây dâu nó quá nhỏ các bạn nhá. Mình chỉ để mình biết được cái là cái hoa nó màu đỏ thôi. Còn bây giờ phải bỏ đi các bạn ha. Chứ không thể tiếc được. Bởi vì thật ra thì cái hoa này thì nó chỉ ngắm một chút rồi, thật ra nó cũng không ra được quả đâu các bạn. Bởi vì nó quá bé mà ha. Thứ hai là mình ngắt để nó dưỡng cây. Nó dưỡng cây chứ còn nó không tập trung vào hoa. Bởi vì khi nó ra một cái bộ phận nào trên cây thì nó phải tập trung dinh dưỡng vào đấy, thì nó làm cho cây nó chột đi thì cũng không tốt lắm. Đó, cho nên là mình cái cách của mình làm như vậy. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.